Cái này là theo em con quạt hơi nước của Sáp. Sáp. Cái này dính băng keo ha. Hiện giờ tình trạng em nó lên nguồn. Dây nguồn nó thì bị đứt nhau với khách. Nó có nhiều đó. Em tưởng là nó thiếu không có nước, nó báo đèn ha. Rốt cuộc em để nước vô nào với khách thấy không nè. Nhưng mà nó vẫn báo đèn ha. Em không biết lý do là bị gì. Tắt bình thường. Đó. Con này nó bị lỗi nên em không có vệ sinh hết. Em chỉ lau chùi sơ sơ thôi ha. Đó nó kêu tít tít đó. Coi anh thợ nào hay là quý khách nào có nhu cầu sửa hay gành về con này thì mua ủng hộ em. Cái này là dính băng keo ha. Tại vì với tỷ mà xài tốt á thì em mới lau chùi, bỏ công qua lau chùi bán được giá ha. Còn mấy con này nó hư nó lỗi rồi, em không có chùi. Quý khách chịu khó mua giờ chùi ha. Nó không phải chạy nha. Cái này là dạng băng keo á. Băng keo đó. Bọng còn rất là đẹp luôn. Trong đây nó có hai cánh quạt đây nè. Ở trên cánh nè, quạt thì rất là nhẹ nha. Đó, thấy không? Quạt đó là dưới đi luôn nè. Cái men nó em có tháo ra em vệ sinh ha. Em có coi, em có chụp hình cái men nó cho quý khách keo coi luôn ha. Đó, tháo vệ sinh em thì không có gần. Đứt dây thì em làm được ha. Còn chống chì, chống hàng hay là cái gì mà sửa là em bó tay chống cơm ha. HV800 với đất. Điện 100V, 20W, 2008 ha. Đó. Cái bình nước của nó ở đây. Nước thì không có xì, không có lủng, không bể gì hết ha. Rồi con này em bán giá công khai 250.000 ha. Ship 50.000 toàn quốc. Rồi quý khách của chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng sữa hay nghiên cứu gì đó, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi em cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.